mọi người, giờ thì đây. Hôm nay mình sẽ tiếp tục giới thiệu cho mọi người một số cặp từ trong tiếng Anh rất dễ nhầm lẫn và cách phân biệt chúng. Cặp từ đầu tiên mà mình muốn giới thiệu đó chính là shape và shadow. Hai từ này đều nghĩa là bóng, nhưng mà shape thì có nghĩa là bóng mát, bóng râm. Ví dụ, the temperature can reach 40 Celsius degree in the shade. Nhiệt độ thì có thể lên tới 40 độ C ở trong bóng râm. Còn shadow thì có nghĩa là bóng của người hoặc là vật. Ví dụ, the children were having fun chasing each other's shadow. Lũ trẻ thì đang chơi đùa rất vui vẻ, đuổi bắt với những cái bóng của nhau. Câu từ thứ hai mình muốn giới thiệu đó chính là accept và accept. Accept thì có nghĩa là chấp nhận. Ví dụ, she decided to accept the job. Cô ấy đã quyết định chấp nhận công việc này. Còn accept có nghĩa là ngoại trừ. Ví dụ, everyone enjoyed the party except Jane. Tất cả mọi người thì đều enjoy cái bữa tiệc này ngoại trừ Jane. Cặp từ cuối cùng mà mình giới thiệu đó chính là hai từ đọc giống nhau, rất giống nhau, đó chính là compliment và compliment. Compliment chữ y có nghĩa là khen ngợi. Ví dụ, she complimented him on his performance. Cô ấy thì khen ngợi anh ta vì anh ta đã thể hiện tốt trong công việc. Ngoài ra thì compliment còn có một nghĩa, các danh từ khác có nghĩa là lời khen. Ví dụ, he received a compliment on his performance. Anh ta nhận được lời khen vì sự thể hiện tốt trong công việc. Còn compliment chữ e thì có nghĩa là bổ sung. Ví dụ, the wife complimented the food. Cái rượu này thì nó làm hoàn thiện hơn cho món ăn. Còn compliment nghĩa danh từ thì có nghĩa là phần hoặc vật bổ sung vào. Ví dụ, the wine is a nice compliment to the food. Rượu là món bổ sung rất là tuyệt vời cho món ăn này. Vậy là chúng ta đã học được cách phân biệt giữa ba cặp từ shape, shadow, accept, accept và hai từ đọc giống nhau compliment và compliment. Hy vọng là sau video này sẽ không còn nhiều người bị nhầm lẫn dưới ba cặp từ này nữa. Hẹn gặp lại các bạn ở video tiếp theo.